Hai đánh cá ơi, vô. Vô, vô đất. Không mày quá, banh xuống rồi. Banh xuống rồi, banh xuống rồi, banh xuống rồi. Banh xuống rồi, banh xuống rồi. Ăn đầu tháng rồi. Tháng rồi, tháng rồi. Ờ nè, nè, gian quá nè, sao nè ra đi. Ờ gian quá. Gian quá. Không mày quá. Dài lắm á. Coi chừng hết sức là ông Hải á, nhưng mà giỡn đâu. Ổng như con đĩa nè, thấy không? Tôi nói ông nghe. Quýnh đi nè, coi chừng ông Hải chứ không phải giỡn đâu. Coi chừng ông Hải nha. Quýnh đi, ở trên hỗ trợ đi, ở dưới hết sức rồi. Trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quên đi. Hay lắm anh Khánh. Quên. Quên. Ép xuống đi, ép xuống đi. Wow. Là lãnh đạo đội nữa. Quên. 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 Sao khoan dạ có ý kiến gì vậy? Bên này cái đây mà Khánh ơi, Khánh, gì Châu, Châu hả? Cường nhỏ, Châu, Thâm, Châu Cường, Khánh, Khánh, Cường nhỏ, Khánh, Khánh, Khánh Phán Đồn, Khánh Phán Đồn, Khánh Phán Đồn, giết đập, giết hay lắm gì ơi. Cuối cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông Hồ xin nghiên cứu đã một thời gian rồi, ông mới phán một câu là cái đó là sự sắp xếp của Thượng Đế. Cái chuyện mà con ong mà nó ua pha cào hay ghê. Ờ đó. Xuống. Xuống. Con, hay quá. Con, hay quá. Xuống. Rồi. 10 đều hả? Quýnh vô, đúng rồi. Đúng quanh kia. Quýnh quanh á. Quýnh nữa. Quýnh nữa luôn. Quýnh vô. Quýnh. Quýnh. Quýnh luôn. Quýnh luôn. Thế nào nó quýnh tầm 7 màu. Alo. Ép. Ép về. Ép về gấp đó. Ép về gấp đó. Quýnh gì góc đó đi. Ép. Ép. Đừng giành, đừng giành, đừng giành. Đừng giành. Trời ơi. Chết, 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 chết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.